đối thoại Seoul Bắc Kinh về hạt nhân Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc và Trung Quốc gặp nhau ngày 4 tháng 2 2015 để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Động thái này dấy lên hy vọng nối lại đàm phán 6 bên về chủ đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo là lãnh đạo phái đoàn đàm phán 6 bên của Hàn Quốc, ông Kwang Jong-kook, sẽ gặp đồng nhiệm Trung Quốc Vũ Đại Vĩ tại Bắc Kinh. Hai bên sẽ tiếp tục các thảo luận hồi tháng 10 năm 2014 về các biện pháp nhằm để cản trở Bắc Triều Tiên tiến hành tiếp các vụ thử hạt nhân và tìm cơ hội tái khởi động các thương lượng về phi hạt nhân hóa. Cuộc gặp ngày mai làm sống lại sự hy vọng về một đàm phán 6 bên mới. Các thương lượng 6 bên giữa hai miền Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Hoa Kỳ bị gián đoạn từ tháng 12 năm 2008. Ngày hôm qua, Nhật báo Hoa Kỳ Washington Post cho biết các đặc phái viên Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đã có một số thảo luận bí mật về vấn đề này, tuy nhiên không đạt được đồng thuận về các biện pháp cụ thể. Hồi tháng 1 năm 2015, tại Singapore, một số cựu giới chức Hoa Kỳ đã gặp ông Ri Yong-ho, Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên, lãnh đạo phái đoàn đàm phán hạt nhân. Ngày 29 tháng 1 vừa qua, một số hình ảnh vệ tinh cho thấy là hoạt động làm giàu plutonium đang được tăng cường tại cơ sở hạt nhân Bắc Triều Tiên Yongbyon. Theo các chuyên gia, lò phản ứng 5 MW của Bình Nhưỡng tại Yongbyon có khả năng sản xuất được 6 kg plutonium một năm, số lượng đủ dùng cho một quả bom nguyên tử. Trong tuần qua, thì một đặc sứ của Hoa Kỳ, ông Song Kim, đã có chuyến công du Đông Bắc Á tới Trung Quốc và Hàn Quốc, nhưng không qua Bình Nhưỡng, theo lời mời của chính quyền Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đã ra thông báo lên án Washington về chuyện này. Mục tiêu của các cuộc đàm phán 6 bên là thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân để đổi lấy các trợ giúp và một số lợi ích khác cho Bắc Triều Tiên, như là bảo đảm về an ninh và bình thường hóa quan hệ ngoại giao.